Em học từ năm 11 tuổi đến năm 18 tuổi, tới bây giờ là 32 tuổi rồi, là phải mười mấy năm rồi mà chưa có được hoạt động lại với bộ môn ba lê á. Vậy hôm nay thì chẳng có lý do gì mà bạn không thể hiện cái tài năng ấy cho khán giả truyền hình đúng không? Thì bây giờ tự nhiên kêu em múa em không biết múa sao. Không, bây giờ thử xem, phải thử xem đúng không? Và chúng tôi sẽ có trợ giúp. Xin mời biên tập viên Trần Ngọc. Wow, trời ơi, chết rồi. Xin chào quý vị khán giả truyền hình, chào anh Vũ, chào Henie và chào ST. Nghe anh Vũ giới thiệu là em hỗ trợ ST là em cảm thấy cực kỳ lo lắng đấy. Chắc chắn là em không làm được rồi, nhưng mà diễn viên bên cạnh em thì có thể làm được. ST sẵn sàng cho chúng tôi xem một phần khả năng của bạn mà mọi người đều rất muốn nhìn lại, đó là ba lê, được không ạ? Chưa bao giờ có ai có thử thách ba lê em luôn á, nhưng mà hồi nãy là em có tưởng là em múa với anh không à? Không. Với cả là anh nghĩ là anh mặc cái bộ này không hợp. Em sẽ bỏ con cọp ra, tại vì con cọp nó ăn mất con thiên nga. Mặc dù anh ấy cởi cái áo con cọp ra nhưng mà chưa chắc là cái bản tính nó đã thay đổi đâu. Xin mời bạn, sân khấu là của bạn. Và chúng ta sẽ xem phần biểu diễn múa ba lê của ST Sơn Thạch. Dạ rồi, cảm ơn mọi người. Tôi phải ra đây ngay mới được. Vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một màn biểu diễn ba lê đôi nào mà rớt cả lông vũ này. Như chúng ta đều biết là ST đã không biết bao nhiêu năm không múa ba lê rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi vẫn rất hài lòng với phần thể hiện của bạn. Xin cảm ơn ST rất nhiều. Dạ, cảm ơn mọi người. Thật ra là hồi nãy là chàng múa mà ST không múa gì cho mọi người. Không, nhưng mà cái đoạn bê lên anh thấy là hấp dẫn đấy. Dạ. Bởi vì anh nhìn thấy bê lên, anh nhìn xong anh thấy anh thoát vị đĩa đệm. Cảm ơn Trang. Cảm ơn Trang. Bạn đã mang đến một phần biểu diễn rất là đẹp mắt ạ.